chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau các đợt bão và áp thấp nhiệt đới, dọc các bờ biển ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh có hàng tấn rác thải trôi dạt vào bờ, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số 0919 3 số cuối 199. Quảng Ngãi xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở núi sau nhiều ngày mưa lớn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số 0875 3 số cuối 634. Nhiều tuyến phố gần bệnh viện ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh bị một số thanh niên lấn chiếm để thu tiền trông giữ ô tô. Phản ánh của khán giả Lê Hoàng Việt có số 0975 3 số cuối 534. Dù được mở bán trở lại, tuy nhiên người bán vé số vẫn khá chật vật vì lượng vé bán ra chậm. Phản ánh của khán giả Thúy Phương có số 0371 3 số cuối 885. Các bến phà khách ngang sông liên tỉnh giữa Cần Thơ với Vĩnh Long, Đồng Tháp được hoạt động trở lại với tần suất bình thường sau 4 tháng phải đóng phà vì dịch bệnh. Phản ánh của khán giả Thúy Nga có số 0371 3 số cuối 967. Thưa quý vị, sau các đợt bão và áp thấp nhiệt đới, dọc các bờ biển ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh có hàng tấn rác thải trôi dạt vào gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo quan sát của khán giả Nhật Bảo có số 0919 3 số cuối 199, thì tại nhiều địa phương rác chất thành từng đống. Ghi nhận tại dọc các bãi biển, đủ các loại rác thải từ xác thực vật, chất thải rắn, gỗ mục, vỏ nhựa đến cây chết, quần áo cũ, túi ni lông, lưới cũ, mảnh xốp vỡ, vỏ nhuyễn thể. Trong đó nhiều loại rác đang trong quá trình phân hủy, tạo thành một lớp mùn đen, bốc mùi khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu do rác thải trôi dạt vào nhiều các bờ biển, do nước thượng nguồn từ các sông đổ ra biển nên đã kéo theo gỗ, củi, rác thải sinh hoạt tấp vào bờ. Bên cạnh đó, đây là vùng có nhiều biển neo trũng nên sóng biển đánh dồn vào những đống rác khổng lồ này vào các bờ biển đã gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu môi trường dân cư ở các vùng ven biển, tạo ra điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi phát triển, dễ gây ra các bệnh tật cho người dân. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân thu dọn rác thải làm sạch bờ biển, thế nhưng chỉ khoảng được vài tháng thì rác thải lại trở lại như cũ. Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, các ngành chức năng và các địa phương phải có nhiều giải pháp căn cơ. Bên cạnh công tác nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về xử lý rác thải, thì cần huy động các lực lượng thường xuyên ra quân thu gom, xử lý tình trạng rác thải trôi dạt vào ven biển. Có thế mới bảo vệ được môi trường xanh sạch đẹp ở những vùng ven biển Hà Tĩnh. Hàng trăm điểm sạt lở núi hay sạt lở trên tuyến đường đã xuất hiện tại vùng cao Quảng Ngãi sau đợt mưa vừa qua. Nhiều trụ sở cơ quan bị sạt lở, thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa đến tính mạng con người trước tình hình mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Đây là hiện trường vụ sạt lở núi vùi nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Sinh, huyện Trà Bồng trong đợt mưa lớn vừa qua. Đất đá từ trên ngọn đồi phía bên hông đổ xuống làm sụp một mảng tường nhà làm việc, tràn vào nhà làm việc. Rất may không có thiệt hại về người. Đợt mưa lớn vừa qua, ngọn núi nằm ngay sau lưng trụ sở Liên đoàn Lao động, huyện Sơn Tây sạt lở. Hàng chục khối đất tràn xuống vách tường phòng làm việc. Chỉ thêm một trận mưa thì ngọn núi sẽ sạt vùi trụ sở của cơ quan. Nếu mà mưa lớn kéo dài thì chúng tôi sẽ dự toán đến nơi an toàn để chúng tôi công tác và bảo vệ tài sản chung. Còn hướng khắc phục thời gian đến thì cũng kính gửi các cấp, các ngành, với nghiên cứu, các ngành chuyên môn và cần phải giải quyết sớm để chúng tôi yên tâm công tác. Còn tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, ngôi trường mầm non xã Ba Giang đứng trước nguy cơ bị ngọn núi Vang Mo Ơn sạt lở vùi lấp. Không chỉ trường học mà hàng chục hộ dân gần đó cũng chung nguy cơ này. Xã có địa hình núi cao, hiểm trở, đường xá đi lại vào mùa mưa thì
rất khó khăn là do là có nguy cơ sạt lở cao. Do đó để đảm bảo an toàn cho trẻ vào mùa mưa thì những cái ngày mà trường hợp mà mưa lớn, thật sự lớn thì trường cho các cháu nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện nay tại các huyện vùng cao Quảng Ngãi có hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ. Xe cơ giới, nhân lực đang được huy động khai thông, khắc phục đảm bảo cho người dân qua lại an toàn. Theo dự báo thời tiết, những ngày tới, mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở, lũ quét ở các tuyến đường và gây sạt lở các trụ sở, trường học. Địa phương cũng đã phân công lực lượng để chốt chặn những địa điểm mà có nguy cơ xảy ra, để mà hạn chế nhất về tình trạng là xảy ra là tính mạng của nhân dân, và đã phân công các đồng chí đi tuần tra các địa bàn xuống các thôn, đặc biệt là trong đó là có đội xung kích tại chỗ. Với đặc điểm là địa bàn đồi núi sông suối nên có nguy cơ sạt lở đất đá, nhất là mưa kéo dài trong nhiều ngày. Do vậy, việc chủ động phòng chống của các cơ quan chức năng, địa phương và nâng cao ý thức của người dân là hết sức quan trọng. Điều này góp phần đáng kể vào việc ổn định, đảm bảo an toàn người dân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại sạt lở gây ra. Những ngày gần đây, nhiều tài xế liên tiếp phản ánh các tuyến đường gần bệnh viện ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bị một số thanh niên lấn chiếm và ngang nhiên thu phí đỗ ô tô trái phép. Điều đáng nói hơn là nhóm người này chiếm giữ lòng đường, hét giá thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, chầy xe, khiến không ít người bất an, bức xúc nhưng không dám cự lại. Ghi nhận tại đường Mạc Thiên Tích và đường Tản Đà, ngay tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, phường 11, quận 5. Không khi nào vắng mặt nhóm 4 đến 5 người ngang nhiên đứng ra thu tiền đậu ô tô dưới lòng đường. Nhóm người này bao đậu xe từ sáng tới chiều, không bị công an xử lý, mặc dù tuyến đường Tản Đà do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh niên xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ. Điều đáng nói hơn là nhóm người này cát cứ lòng đường, hét giá thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, chầy xe, khiến không ít tài xế bất an, bức xúc nhưng không dám cự lại. Ngày 25 tháng 10, tài xế H chở người nhà đi khám bệnh, chạy ô tô đến đường Tản Đà, thấy có biển thông báo tuyến đường đậu ô tô có thu phí theo giờ qua ứng dụng My Parking nên yên tâm tấp xe vào. Ngay lập tức, một thanh niên đi bộ đến hướng dẫn đậu xe ngay ngắn và nói với tài xế. Dạ, đậu xe đây có thu phí 50 nha chú ơi, là giữ tới khoảng 5 giờ chiều ấy nha. Không có bắt, đây nguyên một thể đậu đâu có bị gì đâu, bình thường. Thì bên em chịu mà, nhưng mà ý là không có bắt. Nè, lấy tờ này thối cho dễ nè em. Dạ. Yeah. Một người khác trong nhóm này cho biết. Cắm cắm đổ đúng không? Đổ bình thường anh, tại vì em có đóng tiền nhà nước. Tài xế H đưa tiền và người này lấy sau đó đi thu tiền xe khác. Trong khi đó, ông Châu Vĩnh Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 11 quận 5 khẳng định không có chuyện nhóm người thu tiền giữ xe có thể bảo kê không lo bị phạt khi lực lượng chức năng tuần tra. Theo ông Thọ, phường vẫn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, xử lý các xe đậu sai quy định trên tuyến đường Mạc Thiên Tích. Đối với đường Tản Đà, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh niên xung phong thu phí sử dụng lòng đường tạm thời, nên tài xế được phép đậu xe với điều kiện phải đóng phí qua ứng dụng. Phường cũng đã nhiều lần kiểm tra ngẫu nhiên ứng dụng của tài xế và đúng như phản ánh, nhiều thời điểm lực lượng thanh niên xung phong vắng mặt. Việc nhóm người tự đứng ra thu phí tài xế là sai, phường đã giao công an phường theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng này và công an phường cũng đã báo cáo công an quận. Tài xế nếu đã đậu xe sai biển báo hoặc không đóng tiền qua ứng dụng thì khi bị kiểm tra phát hiện đều vẫn bị xử lý như thường. Thưa quý vị, sau khi vé số được mở bán trở lại vào ngày 22 tháng 10, người bán vé số vui mừng vì có công ăn việc làm, được quay lại cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng trong thời điểm ai cũng gặp khó về kinh tế thì nhu cầu mua vé số của người dân giảm hẳn. Một số cụ ông cụ bà có khi đi cả ngày trời vẫn bán không hết sấp vé số, khiến nhiều người lắc đầu, thở dài ngao ngán vì chật vật trong cuộc sống mưu sinh. Sau thời gian dài vé số ngừng hoạt động, cuộc sống của tất cả những người bán vé số dạo, làm ngày nào ăn ngày đó, rơi vào khó khăn trước nay chưa từng có.
Hiện tại vé số được mở bán trở lại, thế nhưng họ vẫn chưa kịp vui mừng, lại phải thở dài ngán ngẩm vì người bán thì nhiều mà khách thì chẳng được mấy người. Bà Trương Ngọc Vân, 59 tuổi, bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ, hiện tại mỗi ngày số lượng vé số bà bán ra chỉ bằng 1/3 so với trước đây. Dù số lượng vé đã nhận ít lại nhưng vẫn bán không hết. Quãng đường lặn lội đi bán cũng chật vật xa hơn. Có người bán cũng chậm, có người bán cũng được. Cũng chạy chợ xưa ấy, mấy tháng trước nó không chạy chợ. Có giờ chờ sáng giờ bán ấy. Bán người ta mua tờ, có người mua 2-3 tờ. Chị Trần Thị Ngọc Đẹp, 34 tuổi, ở quận Ninh Kiều, ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số để kiếm tiền lo cho hai con nhỏ, được tiếp tục đến trường. Thế nhưng vé số hiện tại không còn là nghề mưu sinh dễ dàng như trước đây. Nhận vé số từ 5 giờ chiều hôm trước, đến trưa hôm sau, chị chỉ bán được vài chục tờ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ này. Lúc trước cái bán được 150, giờ bán 100. Rồi nhiều khi đi trả lại nữa. Chơi không có bán hết như hồi xưa. Khó khăn hơn hồi xưa. Hồi xưa thì đủ ăn, giờ thiếu. Hiện tại đa phần người bán vé số tại thành phố Cần Thơ mới chỉ được tiêm một mũi vaccine. Mặc dù đã được trang bị đầy đủ khẩu trang khử khuẩn để hạn chế lây lan, nhưng mọi người vẫn ngại tiếp xúc. Bên cạnh đó, tâm lý người dân hạn chế ra ngoài khiến cho nhu cầu mua vé số giảm. Giờ đó là bán chậm lắm, con ơi, bán không có ấy được. Như số cô cầm có 100 tờ, còn phải trả vé lại. Đi lội đi dữ lắm luôn, tại vì bệnh hoạn rồi cái nọ rồi đây. Bán không được nhiều, lo chứ. Tại vì bây giờ là dùng dịch giờ quá nhiều rồi, nó tràn lan hết trơn rồi. Bây giờ cô đi bán gì chứ cũng phải là ngựa phòng gì lắm. Con ơi, có chai xịt thử còn theo. Khi người ta mua mình cũng phải xịt người kia nọ thử nữa. Chứ không dám là buông lơi được. Những khó khăn hiện tại là tình hình chung của bà con bán vé số. Dù được mở bán trở lại nhưng vẫn chưa thể phục hồi như trước đây. Trước mắt, người bán vé số hy vọng sẽ sớm được tiêm đầy đủ mũi vaccine để đảm bảo an toàn cho cả người bán lẫn người mua và cuộc sống bình thường mới sớm ổn định để bước đường mưu sinh của bà con bán vé số cũng đỡ chật vật hơn. Các bến phà khách ngang sông liên tỉnh giữa Cần Thơ với Vĩnh Long, Đồng Tháp được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường. Các phà đã phải tạm dừng suốt 4 tháng do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Bến khách Thới An, Phong Hòa nối phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp đã rũ bỏ sự điều hưu để hoạt động nhộn nhịp nối đôi bờ trở lại sau suốt thời gian nằm đắp chiếu. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 10, sau khi phà hoạt động trở lại, người dân di chuyển qua phà khá đông. Nhiều hành khách tỏ ra rất phấn khởi bởi việc đi lại qua phà giúp rút ngắn quãng đường hơn so với đi bộ. Rất tốt điểm khai báo cho người dân. Còn hành trình đi thì từ nay tới bến khoảng 10 km thôi. Nếu mà không có phà thì phải đi tới vòng cống ngoài Cần Thơ gấp 3, gấp 5 lần. Rồi nhiên liệu rồi công sức bỏ ra nó nhiều. Khỏe thấy thoải mái, ai cũng mừng chân á, ai cũng mừng mình lại bán chân á. Rồi lúc dịch thì khổ thấy bà, chứ nhà đi tàn đi bắt cua bắt ốc ăn không chứ có tiền đâu ăn. Những người lao động nghèo buôn bán dạo cũng đợi ngày vào hoạt động trở lại mới bắt đầu mưu sinh. Bởi việc di chuyển bằng phà thuận lợi, rút ngắn quãng đường, vừa đỡ tốn thời gian chi phí xăng xe. Để đảm bảo an toàn cho khách đi qua phà, chúng tôi đã tiến hành cho kẻ cặp ô. Rồi mọi người hành khách đi qua đó sẽ đậu khoảng cách 2 mét. Bên cạnh đó chúng tôi có dán các mã QR để quản lý khách đi qua phà.
Theo đại diện các bến phà, lượng hành khách lưu thông qua phà những ngày đầu ít hơn so với trước nhưng đang tăng lại theo từng ngày. Để đảm bảo phòng dịch, lực lượng làm việc tại phà, hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn tạm thời của Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ và quy định phòng chống dịch của các tỉnh có bến đối lưu. Tối 31 tháng 10, rất đông người đã tìm về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để vui chơi trong đêm Halloween. Các tuyến đường ra vào khu vực cũng đông đúc. Dịp lễ năm nay đúng vào cuối tuần nên các phụ huynh bàn nhau hóa trang cho các con để xuống phố vui chơi khiến con phố đông nghẹt. Càng về đêm thì lượng người đổ về càng đông. Đa số những người đến phố đi bộ là các bậc phụ huynh đưa con đến để đổi gió sau nhiều ngày ở nhà để chống dịch COVID-19. Theo đó khoảng 20 giờ, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông dần. Trẻ em, người lớn hóa trang kỳ dị xuống phố để vui chơi. Bên cạnh đó các bạn trẻ cũng đến phố đi bộ, thoải mái thể hiện phong cách qua những bộ quần áo độc đáo có 102. Dịch vụ bán và cho thuê đồ hóa trang như mũ phù thủy, mặt nạ, áo choàng cũng được nhiều bạn trẻ tận dụng kinh doanh với giá bán từ 50 đến 100 ngàn đồng. Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những chiếc mặt nạ rùng rợn, trong khi đó các bậc phụ huynh lại sắm cho con mình và biến chúng thành những hoàng tử điển trai hay công chúa xinh xắn. Dạ một chú hề đi mua kẹo cho em bé. Dạ em là cô Hề. Dạ rất là vui, rất là náo nhiệt luôn anh. Mà hơi ít là người quá trang như tụi em, cho nên là tụi em cũng ít có gặp là người để giao lưu chung với nhau. Thấy là chỉ khác là cái khẩu trang thôi chứ không có khác gì hết anh. Nói chung là như mọi năm thôi, rất là đông. Mỗi năm thì được bung xả, còn bây giờ phải đeo khẩu trang. Dạ. Nó hơi kiểu như là mình make up mình hóa trang lâu á, mà mình lại đeo khẩu trang thì nó không được đẹp cho lắm. Mà nó không được thoải mái để bung khẩu trang. Chị tính gì vậy? Do dịp lễ năm nay đúng vào ngày Chủ nhật nên con phố đi bộ ghi nhận lượng lớn người dân đổ về rất đông, tình trạng kẹt xe dọc hai bên đường. Không khí vui chơi trong dịp lễ cũng khiến người dân cảm thấy thoải mái vì sau thời gian dài ở nhà chống dịch, nay được ra đường xem nhiều bạn hóa trang, phần nào đã tạo nên tinh thần vui tươi và suy nghĩ tích cực hơn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Cây vạn tuế hay cây ngàn năm là loài cây được trồng phổ biến tại nước ta, tùy vào điều kiện thời tiết mà cây nở hoa hoặc là không. Tuy nhiên hiếm ai thấy được hoa nở dù cây trồng lâu năm. Khi cây nở hoa nghĩa là có phúc lộc bình yên trong cuộc sống. Vì vậy khi cây vạn tuế trong khuôn viên tưởng niệm cố chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang nhiều năm liền nở hoa liên tiếp đã đem lại niềm vui cho người dân. Do phù hợp khí hậu, liên tiếp 3 năm liền, cây vạn tuế trước nhà sàn khu lưu niệm Bắc Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang luôn nở hoa. Ban quản lý khu lưu niệm cho biết, vạn tuế mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc nhưng lại vô cùng cuốn hút người xem. Nguồn gốc do người cao tuổi ở xã Mỹ Hòa trước khi qua đời hiến tặng. Sau thời gian dài chăm sóc, những năm gần đây cây trổ hoa liên tục hàng năm vào thời điểm mừng sinh nhật Bắc Tôn và kéo dài khoảng 3 tháng, tạo nên dáng đẹp uy nghi, bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Năm chỗ một lần, có khi hai năm chỗ một lần. Thì thấy cái cây này hồi đó giờ là hiếm có. Ở khu lưu niệm này thấy là nó cái chỗ hoa là thường xuyên, thấy nên giám đốc chuyển lên trên cái nhà sàn của bác để trưng bày. Lạ là có cái một thứ nhất là một thân mà hai chi hai đọt, cái này hai đọt là chỗ thường xuyên ở chỗ hai bông hai đọt luôn. Nó thấy nó cũng hơi lạ cái này. Thường thường tứ nước hàng ngày cho cây, ở trên thì mình xịt thuốc trừ sâu cho cây nó giữ cái đọt cho nó trổ hoa. Về lá thì mình thường xuyên là chịch thuốc dưỡng lá. Lúc mà sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi mới thấy cây dạng tới này
là nó có bông rất là đẹp, nhìn rất là đẹp mắt. Thứ hai là rất là ấn tượng. Thì nghe người ta nói là cây dẫn tới mà lâu lâu là nó mới cho chỗ bông, nhưng mà khi mà chỗ bông thì đó rất là điều lành, điều may mắn đến với bà con của chúng ta. Thì em là cũng là dân thập phương du lịch đến đây, thì em mong sao cây dẫn tới này nó nở qua mãi mãi, để cho là bà con khách thập phương đến chiêm ngưỡng và là mang cái lọc may mắn đến với gia đình. Cây vạn tuế là cây nằm trong top 5 loại cây phong thủy mang ý nghĩa tâm linh và quyền lực nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là cây có tuổi thọ cao nhất trong các cây sinh vật đẹp và ý nghĩa của châu Á. Cây nở hoa tượng trưng cho sự sinh tồn của sức sống mãnh liệt, vừa mang đến ý nghĩa tốt đẹp, hạnh phúc, ngàn năm. Cây vạn tuế trước nhà sàn Bắc Tôn có chiều cao khoảng 1m50, lá hình lông chim mọc thành vòng và dày đặc ở đỉnh. Cây hiện hữu trang nghiêm, hàng năm nở hoa trong khuôn viên nhà sàn Bắc Tôn, đã góp phần tôn tạo cảnh quan, tăng thêm vẻ sinh động xung quanh khu lưu niệm khi người người tìm về tận hưởng không gian xanh sạch đẹp trên quê hương cố chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến. Phần cuối chương trình mời quý vị điểm lại các clip đã phát trong hôm nay. Sau ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, dọc các bờ biển ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh có hàng tấn rác thải trôi dạt vào gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trong đó, nhiều loại rác đang trong quá trình phân hủy tạo thành một lớp mùn đen bốc mùi khó chịu. Đề nghị địa phương sớm tìm giải pháp xử lý hạn chế mức thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo của số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Hàng trăm điểm sạt lở núi hay sạt lở trên tuyến đường đã xuất hiện ở vùng cao Quảng Ngãi sau đợt mưa vừa qua. Nhiều trụ sở cơ quan bị sạt lở, thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa tính mạng của con người trước tình hình mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày tới. Với đặc điểm là địa bàn đồi núi, sông suối nên có nguy cơ sạt lở đất đá. Do vậy, việc chủ động phòng chống của các cơ quan chức năng địa phương và nâng cao ý thức của người dân là hết sức quan trọng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số điện thoại 0875 3 số cuối 634. Những ngày gần đây, nhiều tài xế liên tiếp phản ánh các tuyến đường gần bệnh viện ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bị một số thanh niên lấn chiếm và ngang nhiên thu phí đậu ô tô trái phép. Điều đáng nói hơn là nhóm người này chiếm giữ lòng đường, hét giá thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, chầy xe, khiến không ít tài xế bất an, bức xúc nhưng không dám cự lại. Phản ánh của khán giả Lê Hoàng Việt có số điện thoại 0975 3 số cuối 534. Sau khi vé số được mở bán trở lại vào ngày 22 tháng 10, người bán vé số vui mừng vì lại có công ăn việc làm, được quay lại cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng trong thời điểm ai ai cũng gặp khó khăn về kinh tế, nhu cầu mua vé số của người dân giảm hẳn. Một số ông cụ, bà cụ có khi đi cả ngày trời vẫn không bán hết sấp vé số, khiến cho nhiều người lắc đầu, thở dài ngao ngán vì chật vật trong cuộc sống mưu sinh. Phản ánh của khán giả Thúy Phương có số điện thoại 0371 3 số cuối 885. Các bến phà khách ngang sông liên tỉnh giữa Cần Thơ với Vĩnh Long, Đồng Tháp được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường. Các phà đã phải tạm dừng suốt 4 tháng dừng hoạt động do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Bến khách Thới An, Phong Hòa nối phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp đã rũ bỏ sự điều hưu để hoạt động nhộn nhịp nối đôi bờ trở lại sau một thời gian dài nằm đắp chiếu. Phản ánh của khán giả Thúy Nga có số điện thoại 0371 3 số cuối 967. Chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.